cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Hello, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay con sự dĩ số và cùng bé Linh đi đón một ca bệnh. Như nghe nói là thầy chạy bác sĩ chê cả nhà. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 1 2023, dưới là hôm nay là ngày là 22 Tết rồi nha cả nhà. Bây giờ con với Linh đi đón một ca bệnh này. Càng ngày con thấy cái ca bệnh này thì bác sĩ chê đó. Mời quý vị khán giả cùng theo chân con với bé Linh là đi đón bệnh nha cả nhà. Dạ rồi, con với bé Linh cũng tới bệnh viện quận Bình Tân nha cả nhà. Giờ để con điện bệnh nhân coi bệnh nhân đang ở cổng nào. Alo, ủa anh ơi, anh đưa anh ra cổng bệnh viện nào vậy anh? Cổng cấp cứu mà ba. Cổng cấp cứu hả? Dạ anh đi đứng được không? Có cần băng ca rồi chở không anh? Đi được hả? Vậy anh đứng cổng cấp cứu phải không? Được. Anh đi bộ ra hay là em chạy vô cổng cấp cứu luôn anh? Em đi bộ ra đường anh ơi. Đi bộ ra đường hả? Rồi vậy em cũng tới cổng rồi nè. Anh cũng tới cổng nè, anh thấy chiếc xe màu trắng á, có cái hình của ông Tấm Sang á. Anh thấy xe cấp cứu màu trắng không? Nghe cho anh tới chưa? Rồi nè, em ngay cổng rồi nè anh. Đâu qua không thấy xe rồi. Sao không thấy xe? Anh ngồi ở đâu á, chiếc xe chần chần vậy anh không thấy. Anh mới bèo vô ông nội luôn. Thì bệnh nhân nghe thấy cũng nghe gì bác sĩ chê gì kì vậy ta. Thấy cũng đi đứng là bình thường mà. Đi đâu vậy anh? Về Đồng Tháp. Về Đồng Tháp anh ơi, em mệt quá mà. Anh có số nghe hộ nghèo gì hoàn cảnh có khăn gì không anh? Có. Có hả? Ông Tám ông mới cấp cho chứ. Ông Tám cấp mà ông Tám nào vậy? Ông Tám tuổi nữa anh ơi. Tám tuổi hả? Ông Tám tuổi là ông nào ta? Anh nhờ, anh điện qua anh nhờ xe của ông Tấm Sang mà ông nói Tấm Tuấn nào? Nhờ xe của ông Tấm Sang mà ông Tấm Tuấn cấp giấy. Ông Tấm Tuấn cấp giấy nè. Hình như ông Tấm Tuấn bạn của ông Tấm Sang đó ông nội ơi. Ủa mà sao bệnh sao mà nghe bác sĩ chê thầy chạy luôn vậy? Ê cái gì? Ơi! Cái gì vậy? Hết hồn ba ơi. Tự thắt dây an toàn vô đi anh. Sắp Tết rồi bác Tài ơi. Này chắc tôi ý kiến lên trên quá. Tài xế chạy giật quá nha. Thắt dây gì ông nội? Thắt dây an toàn vô anh ơi. Được rồi. Tài xế chạy được không? Chạy được cho bệnh nhân lên chạy. Chạy được cho bệnh nhân ta lên ta chạy. Không được à, bác chạy à, bệnh nhân lên chạy là hơi căng rồi nha. Căng sao á? Về Đồng Tháp mình về quyện nào vậy? Em về Tháp Mười anh ơi. À, quyện Tháp Mười á, xã nào? Hả? Xã nào? Xã Phú Điện. Ủa, gia đình ở dưới có mấy người? Gia đình em còn có mình mẹ em với anh em mà anh ơi. Hello cả nhà, hôm nay còn xuất viện rồi nha cả nhà. Trong mình trong nãy thì còn hơi mệt xíu mà cận Tết rồi. Mày về à? Về đâu? Đi về Đồng Tháp. Tết rồi, Tết nhất rồi, về coi nhà cửa. Nay sư phụ cho về sớm mà trục chặt cái sốt cái nằm luôn. Không dọn dẹp gì phụ cho anh em hết. Nhà đang dọn dẹp ba cái đồ từ thiện với công ty mình dọn dẹp để chuẩn bị đón năm mới cả nhà. Hai anh em nằm à, mình con nằm gánh hành trình đi theo nữa. Vậy nhức đầu quá ta. Dạ nhức đầu hả? Giờ đến anh nằm đi tôi lo lại. Bác Tài quay xe lại, bác Tài giờ tới lượt người nuôi bệnh nằm. Tới anh trình trình nằm đi em lo lại cho. Bỏ vợ hai đêm nay ha, khỏi đòi về suốt luôn. Nằm xong rồi khỏi ăn Tết. Không có nằm xong rồi qua Tết rồi vô làm luôn. Bỏ vợ có hai đêm mà đòi về hoài.
Bệnh viện ai cũng râu già. Bệnh viện ai cũng đòi gì râu ghê ra quá trời luôn già. Mặt mày xanh chành hết trơn té kìa ông nội ơi. Sao con ca nữa chạy rồi. Con ca nó bị chạy rồi. Nó đâu có cái mực ở dưới đâu, đâu có hàng cho ông ta đâu. Mấy anh đề đầu đâu được. Đâu được trọn vẹn đâu. Sốt chẩn đoán này là con bị sốt siêu vi, bị viêm hồng cấp. Hôm qua có nội soi hồng. Rồi nó hành sốt thôi chứ cũng không có gì nha cả nhà. Sốt nhiêu độ? Đâu, 40 độ. 40 độ. 40 độ. 40 độ. Đấy. Lát về quậy cho Ly Hồng É uống nữa. Rồi quậy cho Ly Hồng É uống nữa thì bể cái đầu anh. Bữa Ly Hồng É làm sao? Bữa đó tôi mệt nha. Tôi tỉnh đi rồi anh thấy. Để uống Ly Hồng É mới được đi nằm viện không? Uống Ly Hồng É anh tôi mới nằm viện luôn nữa. Anh liệu hồn anh nói anh sao? Anh còn cái thẻ luôn nha. Còn thẻ bệnh luôn. Để đi đeo đi về luôn. Về tỉnh Nam. Về tỉnh Nam đồng quầy. Phải không? Phải. Sao sư phụ, em thấy sư phụ rồi đem cái váy vô cho anh. À. Sư phụ rồi đem cái váy cho anh. Sư phụ đem cái váy vô mặc cho tỉnh không ạ? Không biết mẹ hay tỉnh đâu á. Cô Sáu điện nói ở nhà chưa bằng thằng Tin không à. Tin ở bệnh viện điện lên khóc quá trời. Nó không có bệnh mà nó sao cô Sáu mày nói chứ đồ sao giấu mà. giấu cái anh Trịnh anh kêu nói đại đi xuất viện rồi mày sợ gì. Nó sao có mày nói, nó nói xong cho mẹ hay, mẹ lên mẹ nuôi tình nghiệp lắm cả nhà. Tình nói sao? Tình mẹ bao la như gì, như biển thái bình rồi. Cũng gán tranh thủ hết bệnh về coi công chuyện sư phụ trong hồi sao rồi. Xong hết chưa? Xong hết chưa? Tranh thủ chắc về quê sớm rồi cả nhà. Về quê thăm mẹ ha. Về quê thăm mẹ. Cho mẹ vui. Cho mẹ vui coi. Đi thăm khó chịu quá vậy? À, chạy xe khó chịu quá, chạy được không? Chạy được tôi lên tôi chạy cho. Người nhà với bệnh nhân có ăn gì chưa vậy? Chưa. Chưa hả? Hết sạch tiền anh ơi, giờ vô xin ông Tám nè. Làm bệnh viện xin ông Tám à. Hết tiền anh ơi. Ông Tám ông có việc bận nhiều lắm thì có gì trao đổi với anh em tôi luôn đi. Giờ em muốn ăn bào ngư di cá quá anh ơi. Bào ngư di cá hả? Mấy tôm hùm lít ca cũng được. À rồi, để tôi ghé cho. Tôm hùm di cá đúng không? À, bây giờ này người ta tôm hùm di cá không có mà ăn bánh tét hay bánh đít được không? Bỏ đi anh ơi. Sao vậy? Bánh tét bánh đít lại xong nhập viện lại đi. Thôi bỏ đi anh ơi. Anh chạy lên chích trên tập bên phải giùm em cái anh ơi. Đi luôn đi. Đi lên chút quay lại. Ok đi luôn anh ơi. Thôi về tới nhà đi anh ơi. Nhà đi em dạ mệt quá anh ơi. Cho em xuống xe bớt chứ anh Tài ơi. Anh chạy đi anh Tài ơi, anh nấu nhiều quá anh Tài ơi. Anh lo anh chạy đi anh Tài ơi, nấu nhiều quá anh Tài ơi. Anh Tài ơi, anh chạy về nhanh giùm em cái anh Tài ơi. Nói hoài anh Tài ơi, mệt chết mồ luôn, nói hoài anh Tài. Về tới nhà cho người ta nghỉ ngơi rồi đi. Anh chạy cho lẹ cho nhanh đặng anh về anh chạy cái ca khác hay gì. Anh chạy anh cà đu cà đưa. Anh tán gái hả? Tôi đàn ông à ơi. Tôi đàn ông nghe. Ngồi xuống xe anh né em à. Xem coi chừng em nay nó chừng bập quá trời luôn bà con ơi, quý vị ơi. Tết rồi, chừng bông nhiều vô. Rồi, nhiều quá. Tôi cũng nhờ nhà ông Tám. Rồi ông có nhà không nha, hên xui nha. Ông Tám không có nhà đâu anh ơi. Thì ở đây đi ông ơi, chạy đi bộ gì cũng đi ông nội ơi. Ủa chạy xe ông ra gì cũng đi. Lũi vô đó.
nữa đi. Ê, công an đụng mày á. Ủa. Ê, xe chở xác. Ủa. Xe ai đó? Xe ông Tấn Tụn đó. Rồi, xuống đi con đường. Hello, xin chào quý vị nhà. À, bệnh nhân này là đã đón về rồi trời. Hết. Mày đâu bác sĩ chê gì mà đi ngồi trời. Bác sĩ do hải sao rồi trời chạy bị sao rồi người vừa chồng thầy đâu rồi ở đâu rồi vô rồi chắc bệnh viện mới ra được không hả? Thôi đi về đi, thôi đi về đi, đi đi khác đi. Vô sư phụ với sư phụ kết. Sư cô luôn mới về. Chào mừng bệnh nhân mới về. Rồi đi con. Đây nè. Làm gì gặp ai nè gì không? Chào mừng bệnh nhân mới về. Rồi sao tình hình bệnh giờ sao rồi? Còn ho. Hả. Nói đùa thôi. Bây giờ bác sĩ nói con bị cái gì? Bác sĩ nói bị con bị viêm họng cấp. Anh đưa em viêm họng cấp. Nóng quá. Viêm họng viêm mũi chứ, viêm mũi cấp, viêm họng viêm mũi. Chứ không phải viêm amidan hả? Không. Thì là viêm thanh quản cấp. Cô bị nè, nếu mà ngay từ bây giờ mà con không chịu uống thuốc nha. Ăn rau nè, uống nước nhiều, ăn đồ mát nhiều thì mai mốt con xây qua giống như cô là con không có đi làm tài xế được luôn á. Là bị xỉn luôn. Thì mà ho mà để lâu năm quá đó là nó xây qua xỉn. Khi mà nó lên cơn ho xong cái đó lấy hơi lên luôn đó, cho nên thì ngay từ lúc bây giờ là phải uống thuốc đều đặn. Dạ. Nghe không, nóng quá. Dạ. bây giờ thì khỏe nhưng mà còn ho. Rồi Tết tới nơi tưởng đâu nằm đóng khỏi ăn Tết luôn. Rồi á, khỏi nhà, không nhận quà Tết được luôn nè. Rồi không không ăn tiệc liên quan được luôn nữa. Vậy thôi chúc mừng nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Đấy, ngày hôm kia tối thì cô gọi cho con đó. Dạ. Hôm qua đó để tối cô nói đem cà phê vô cho nó uống để nó tỉnh. Dạ. Mấy đứa nói cô đem cà phê uống cho nó đi luôn hả? Cô thiệt tình. Rồi tính đem xe ngàn thì nghe Linh nó bữa hổm cô đưa nó đưa cho con. Có rồi thôi đó. Cái nó giờ Phi nó là bệnh đó, nó nhõng nhẽo lắm đó không cùng đó. Mấy đứa nói là Phi nó mà bệnh nó nhõng nhẽo lắm, nó nhẹo không đâu, ăn nhẹo. Nó không ăn, nó eo ụt lắm, không ăn thấy đó. Người á mạnh mẽ vậy đó, làm bằng anh hùng liệt sĩ vậy đó. ăn không vô, ăn có miếng hay miếng bỏ à, khóc nó không có mùi vị gì khóc. Ăn không có được. Nó mỗi lần nó bệnh là nó không ăn cái gì trơn á. Chắc này đợi có người đút nó mới chịu ăn hay sao nè. Hoặc cái kiếm ẻm nào đút quá. Chứ rồi bây giờ hôm nay là về bác sĩ có cho thuốc uống không? Dạ có rồi. Đóng tiền hết chưa? Dạ hết. Chịu mấy anh luôn à? Chịu mấy ha. Rồi cái đó để tắm sang. Mấy đứa nào mà bệnh nằm bệnh viện thì tắm sang trả lại hết. Dạ. Thấy không? Dạ. Có lẽ là nay sư phụ đi nhưng mà sư phụ còn Tết nhân sư phụ việc nhiều. Rồi chuẩn bị là tinh thần chưa? Về ăn Tết chưa? Dạ chuẩn bị tinh thần về ăn Tết rồi cô ơi. Ừ. Tưởng sao mà nghe nó như Vi nó sốt. Ho nó sốt. Cô còn nói ra để cô kêu cường đem cái phần thuốc cô bên. Cái bé nói không được cô vô bệnh viện đừng cho uống lộn xộn người ta. Qua trong thần vô con nói cô kể, cũng có con nói cô kể tôi lâm dân á, kể trong cường bệnh lây cô lâm dân á, cái cô phát người bệnh, cái bệnh nói cô phát người bệnh thuốc, có lấy bệnh thuốc ra rồi coi. Dạ. Uống vô tỉnh liền, khỏe liền đó. Rồi thôi cường báo không rồi báo. Bây giờ uống cà phê được chưa? Dạ được rồi coi. Tại vì sao phải không, cô bệnh chứ cô cũng uống cà phê à? Con cũng uống cà phê rồi, cho tỉnh. Thôi, ra trước. Rồi, ra trước rồi uống cà phê đi. Dạ, cảm ơn.